này à, đẹp gấp 1000 lần cả Hello Kitty này này. Ờ, Doraemon. Hello Kitty đẹp hơn. Doraemon đẹp hơn. Hello Kitty đẹp hơn. Doraemon, Doraemon, Doraemon. Hello Kitty, Hello Kitty. Doraemon là nhất rồi. Chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tô tranh của Doraemon siêu to khổng lồ. À, Hello Kitty cũng siêu to khổng lồ không kém đâu nha. Nhưng mà tô tranh không phải là đô to bình thường đâu nha các nha. Chúng ta sẽ tô theo bốc màu để tô. Wow. Đấy, bạn thấy chiếc hộp thần kỳ ở đây không? Tớ thấy rồi. Ở trong đấy thì có rất là nhiều màu. Nếu mà chúng ta muốn tô cái này, chúng ta phải lên bốc. Bốc được màu nào chúng ta sẽ phải tô màu đấy luôn nha các bạn nha. Ôi các bạn ơi, có nghĩa là một bộ phận thì chúng ta sẽ phải chạy lên lấy màu. Nhưng mà nếu mà lỡ bốc màu toàn màu đen thì làm sao? Thì chúng ta phải tô Doraemon toàn màu đen xì luôn. Trời ơi, đây là bức tranh trả số đó mà. Ờ, thế thì phải để xem là vận may cái bàn tay của bạn bốc như thế nào chứ. Không sao hết, từ trước đến nay tớ vẫn may mắn. Tớ tin chắc rằng Doraemon của tớ thế siêu đẹp luôn. Ok, để xem á, Doraemon đẹp hơn hay là Hello Kitty tớ đẹp hơn nha. Ê, để mà lấy chuông. Tớ cái gì đấy? Màu vàng. Ủa, Hello Kitty của tớ toàn màu hồng với màu đỏ mà. Thế ai bảo tranh trước chưa? Bây giờ sẽ đến lượt tớ nha. Hay là lại bốc lại? Không, ai bảo bạn tranh trước được rồi. Ê, bây giờ hãy xem bàn tay của tớ đây. Ok, là màu gì đây? Màu gì, màu gì? Ở trong này có rất là nhiều màu luôn. Ui, tớ sẽ lấy cái màu này. À, màu vàng luôn. Sao lại hai màu vàng thế này? Nhưng mà tớ nghĩ rằng quả bóng của tớ màu vàng cũng sẽ rất là đẹp. Trời ơi, thế tớ Hello Kitty tô màu vàng cái gì đây ta? Ờ, thì bạn tô cái gì cũng được mà, một ngọn nến màu vàng nè. Ờ, thế thôi, tớ cứ lại đấy, tớ tô đã. Tớ sẽ tô quả bóng màu vàng. Doraemon ơi, hãy đợi tớ làm cho bạn một quả bóng siêu đẹp nha. Đấy, các bạn nhìn đây, quả bóng của tớ màu vàng nè. Ý, từng đường nét quả bóng đã được tớ tô lên đây. Chả mấy chốc quả bóng của tớ á, là nổi bật nhất luôn. Trời ơi, này này Tuyết ơi, Doraemon của bạn đi đá World Cup hay sao ấy nhở? Nếu mà mang quả bóng tớ mà tô đi đá, có lẽ là được giải nhất luôn. Ôi trời ơi, người ta đi đá World Cup á, bóng người ta kiểm định hết từ bước này sang bước khác rồi, bây giờ mới tô thì còn gì nữa. Trời ơi, thế thì tớ tô để tớ dừng cho Doraemon dừng. Thế tô cái gì? Bây giờ tớ đang định tô cái nơ màu vàng. Nơ màu vàng á? Trời ơi, nơ Hello Kitty màu vàng. Kệ chứ, có phải lúc nào Hello Kitty cũng đeo nơ màu hồng màu đỏ đâu. Hello Kitty có đầy nơ. Chắc là hôm nay mua được nơ mới. Đây các bạn ơi, đấy, lần này tớ sẽ cho Hello Kitty đổi mốt. Mang cái nơ màu vàng thật là nổi bật. Chứ lúc nào cũng dùng nơ đỏ, nơ hồng rồi, chán rồi. Các bạn ơi, quả bóng của tớ sẽ những điểm này được tô màu vàng này. Đây vàng và đây vàng nữa. Còn đây, tớ sẽ để màu trắng thôi. Ý, như thế quả bóng của tớ nhìn sẽ nổi bật hơn. Ê các bạn ơi, tớ đã tô hai bên này rồi. Ở giữa này, để tớ tìm xem có màu đỏ nhá, để tớ tô cái này màu đỏ. Nó nhân tiện ở đây có màu vàng thì tớ sẽ tô một ngọn nến luôn. Ba là cây nến vàng nên là tớ tô ngọn nến cho ba luôn. Ngọn nến đạo sẽ là ở giữa nha. Đây. Tí nữa mong rằng mình sẽ bốc được màu xanh này. Mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng nữa nha các bạn. Ý, cho đủ bộ gia đình luôn. Ê, chết đi. Ủa, gì mà xong cùng lúc thế? Đây, tớ đã tô được hai cái rồi các bạn. Trời ơi, này các bạn ơi, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, xanh đâu? Xanh thì bây giờ tớ lên tấm hò. Rồi, đợi tớ ơi, lại lấy trước tớ rồi các bạn ơi. Ê, màu đỏ. Trời ơi, sao mình bốc toàn khác màu thế? Đang định màu xanh hoặc là ba là cây nến vàng, màu hồng. Mẹ là cây nến đỏ, con là cây nến hồng. Bây giờ đến tớ nha, để xem tớ được cái gì đây. Ý, mà mình biết màu xanh. Ôi, màu xanh của ai đây? Màu xanh của tớ. Đổi này. Hồng của ai người đấy dùng chứ, tại vì bạn bốc trước tớ đã hai lần rồi đó. Ôi, mà đổi đi. Không, bây giờ tớ sẽ tô màu xanh thêm vào cái quả bóng của tớ. Thế thôi, không đổi thôi, tớ lấy màu đỏ tớ tô cái khác để tí nữa biết đâu mình lại bốc được màu xanh thì sao. Ok. Các bạn ơi, lại bốc được màu đỏ. Thế thôi, mình sẽ chưa tô ngọn nến. Bây giờ
Đây, mình sẽ tô cái áo này đi, áo màu đỏ nè. Có phải là không có màu đỏ để tơ đâu. Đây, cái áo này trước đi. À thôi, tôi đây. Đấy. Các bạn ơi, lúc nãy tớ định để ở chỗ này là màu trắng thôi, nhưng mà tớ thấy không được nổi bật lắm, nên là tớ sẽ tô màu xanh vào đấy. Đấy. Một quả bóng thật là kỳ diệu, do chính tay tớ tô màu. Màu chưa bao giờ có trong quả bóng luôn. Eo ơi, cho dù có đổi màu xanh hay là màu gì nữa thì nhìn quả bóng này cũng chả nổi lên một tí nào luôn ý. Trời ơi, các bạn ơi, tớ đã tô xong rồi mà chơi rồi. Để tớ sang xem Hello, Hello Kitty xem nào. Cái gì? Kitty. Trời ơi, nhìn nè, đó, nổi lên chưa? Mặc cái áo màu đỏ lên chắc chắn sẽ nổi luôn. Lại còn cầm bánh sinh nhật nữa, và bánh sinh nhật thì rất là nhiều màu. Tớ nghĩ rằng tí nữa bạn hàng sẽ bóc được toàn màu đen các bạn ơi. Trời ơi. Hôm nay sẽ có một cái bánh sinh nhật đen xì xì luôn. Ủa, bánh sinh nhật màu đen thì là đấy là sô-cô-la luôn. Sô-cô-la màu nâu chứ ta. Có mà bánh sinh nhật đã bị nướng cháy. Thôi đi bạn ấy, bình thường bạn Tuyết là đen hơn tớ đấy. Còn lâu, tớ luôn là người may mắn. Để xem. Doraemon sẽ giúp tớ may mắn thôi. Này, Doraemon, tí nữa em nhớ giúp chị may mắn nhá. Để chị tô màu cho em thật là đẹp. Mẹ! Hàng ơi! Nhỉ? Sao lại chống mông và tớ tớ bơi mà vào mông bạn bây giờ? Em! Tớ tô màu xanh vào đấy rồi! Nào! Đây này, đây này! Đấy, bên này nó chạy sang bên này rồi! Để tớ tô màu đỏ cho! Ê! Sao? Bạn mà tô màu đỏ vào tớ á, tớ mắt các bạn ơi xem video đó. Các bạn ơi, bạn Tuyết tô vào người tớ trước mà. Đâu, bạn quay lưng xem. Các bạn ơi, tớ đã tô đâu, tớ chỉ trêu thế thôi mà. Thế còn được. Tớ đã tô đâu, chưa gì đã nóng hết cả người lên rồi. Bạn cứ thử bị người ta quệt một cái vào người xem có nóng không. Chắc không. Các bạn là còn nóng hơn tớ ấy. Tớ dỗi tớ bảo mình luôn. Thế. Tèn tèn, các bạn ơi, tớ đang tô cái ngọn lửa này. Ngọn lửa thì màu đỏ đi đúng không? Cháy cho nó rực rỡ. Đấy. Chúng ta sẽ chúc mừng sinh nhật bạn Hello Kitty bằng ba ngọn lửa màu đỏ. Đấy. Ui, kể ra mình không bóc được màu hồng ấy, nhưng mà mình bóc được màu đỏ để làm được nhiều việc phết đấy chứ. Đấy, được rồi. Mong là tí nữa tớ sẽ may mắn, tớ sẽ bốc được cả màu xanh với màu hồng nữa. Xong, các bạn ơi, tớ đã làm xong cho bạn Doraemon một quả bóng rồi nè. Các bạn nhìn xem quả bóng của tớ có đẹp không? Và tiếp theo thì bây giờ tớ sẽ tô cái áo cho bạn Doraemon nha. Các bạn ơi, để xem lần này tớ có bốc được màu xanh giống như mong đợi của tớ không? Hả? Tuyết đã bốc được khác rồi á? Tớ đã tô xong rồi đấy rồi. Thế rồi, tớ cũng không tô màu đỏ nữa. Tớ sẽ lấy cái màu nào ta? Cái này! Cái gì đấy? Là cây! Để ra cho tớ đi, lúc nãy không màu xanh rồi. Đây, để tớ cho bạn, để tớ bốc lại nhá. Và lấy cái đấy đi. Thôi được rồi, tớ phải bốc. Tớ phải bốc lại các bạn ơi, tại màu xanh đấy tô Doraemon của tớ sẽ không đẹp đâu. May mắn nào! Doraemon ơi! Wow! Oh my god! Thế đúng ai? Luôn! Đúng màu xanh của Doraemon tớ luôn nè! Thế thôi tớ không đổi nữa! Đã đồng ý là không được phép đổi lại đâu nha! Ôi các bạn ơi! Biết thế tớ đừng đổi! Để bây giờ bạn Tuyết tô màu Doraemon màu xanh lá cây để cho bạn Tuyết xấu luôn! Còn lâu nha! Cho dù có lấy màu này tớ vẫn đẹp thôi! Bởi vì Doraemon sẽ giúp tớ may mắn mà! Thôi! Thôi thế cũng được các bạn ơi. Dù gì thì nến cũng màu xanh lá cây, nên là tớ sẽ lấy màu xanh lá cây tô ngọn nến. Mẹ đây, cao hơn là mẹ này. Đó. Đấy, sau khi tô xong cái ngọn nến này màu xanh lá cây rồi thì tớ sẽ tô cái phần vải phía dưới này màu xanh luôn đi các bạn ơi. Tí nữa đỡ phải bốc nhiều. Doraemon ơi, cảm ơn em nha, tại vì đã giúp chị lấy được màu xanh nè. Các bạn nhìn này, bạn Doraemon ở đây thì có rất là nhiều màu xanh mà tớ chọn được. Bây giờ tớ sẽ tô cho bạn lấy thật là lung linh. Đấy, sẽ tô cái phần áo ở bên trên trước nha. Wow. Thank you.
xong cái váy màu xanh luôn. Đâu xem rồi. Mới to được có một tí. Trời ơi, nhưng mà tớ to sao quả bẩn rồi. Ừ ha. Ê, mới cái váy. Ui, nhưng mà bạn hàng cũng to được nhiều rồi các bạn ơi. Nhìn này. Đâu mới được tí, bây giờ tớ tô cái áo nữa nè, tô cái bánh sinh nhật nhiều chi tiết bé bé lắm. Mỗi tội là cây nến này á, vẫn thế, còn cái bánh kem nè. Ờ đấy. Này hay là bánh kem mà làm một màu thôi cho nó xấu. Cho bạn tết xấu ấy. Còn lâu Doraemon của tớ sẽ rất là đẹp. Cứ ấy, để bây giờ để tớ sẽ bóc màu nha các bạn. Này đợi tớ với chứ sao mà. Wow, màu hồng các bạn ơi. Thế nào? Tôi màu xanh thôi. Yeah. Trời ơi, các bạn ơi, đúng như ý nguyện luôn. Màu hồng chắc gì đã đẹp đâu, tại vì Hello Kitty này đã bị bạn biến đổi bao nhiêu màu sắc rồi. Ghê tớ, nhưng mà Hello Kitty cứ có màu hồng và là đẹp. Còn Doraemon của tớ này mới là lung linh nhất nè. Thôi, cho dù bạn Tết có nói gì thì tớ vẫn tô. Ok. Này, tớ bảo này, tớ đang định làm cái sọc áo cho Doraemon. Mỗi cái sọc này là một màu đó. Kệ bạn. Trời ơi, các bạn ơi, tớ kể với bạn hàng, bạn ơi phũ phàng quá. Các bạn ơi, tớ sẽ làm một sọc màu xanh rồi một sọc màu vàng, cứ so lên đi, như thế sẽ đẹp hơn. Mà màu vàng á, hồi nãy tớ có rồi. Giờ chỉ cần tô thôi. Cuối cùng thì mình cũng bóc được màu hồng để tô ngọn nến cho con rồi. Đây. Thế là ba ngọn nến gia đình đã được tô lên đầy đủ và rất là đẹp rồi. Đấy. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Đấy. Ba ngọn nến lung linh ở trong gió luôn. Trời ơi, con gì kêu quá các bạn ơi. Trời ơi, người ta hát hay thế này bảo con gì kêu. Sao hát hết cả bài đi. Đấy, tiện thể màu hồng thì mình sẽ làm cho chiếc bánh sinh nhật này màu hồng luôn đi. Ở nửa phía dưới này là bánh sinh nhật dâu nè. Đó. Này, xíu nữa cho tớ xin một miếng bánh có được không? Không, Doraemon ạ. Không cho. Trời ơi, rồi Doraemon sẽ cho đi đá bóng cùng. Không, Hello Kitty chỉ thích nhảy múa thôi. Xanh sau đến vàng này. Như thế cái áo của tớ nhìn một cái thôi là đã nổi bật luôn rồi. Ý. Đẹp không các bạn ơi? Nhìn này. Đó. Tuy là bên của tớ không có bánh sinh nhật, thì tớ sẽ làm cho cái áo của bạn ấy nổi bật lên. Mình sẽ làm cái dây ruy băng này màu vàng các bạn ạ. Đấy, thế là bánh sinh nhật của mình sắp hoàn thiện rồi nè. Cái bánh này chắc hẳn là ngon lắm đây. Ok, vừa ngon lại còn vừa đẹp mắt nữa chứ. Bên bên, các bạn ơi nhìn nè, tớ đã tô xong cái thân áo rồi. Và bây giờ sẽ đến lượt tay áo. Tay áo tô xong thì tớ sẽ tô cái chân nè. Thế là tớ gần xong rồi đấy các bạn ạ. Đấy. Ê, không biết lần này mình sẽ bóc được cái gì nhở? Màu cam! Ui, màu cam á! Thôi, ngất vời đây, mình sẽ bóc thêm một màu nữa. Tí nữa đâu phải chạy. Thế một tí nữa tôi có được bóc hai màu không? Ờ, bạn thích bóc mấy màu thì bóc. Ôi, nhiều màu quá, không biết là chọn màu nào đây. Lấy đại đi. Lấy màu tím. Màu tím á. Màu tím chắc chỉ cái bánh kem cũng đẹp mà. Còn cái áo. Này, bánh kem màu tím thì là siro. Siro bị quất à? Siro dâu. Siro dâu là màu hồng rồi. Các bạn to đi. Là sẽ đẹp thôi. Tớ nghĩ Hello Kitty của tớ sẽ rất là đẹp với hai màu này. Wow, các bạn ơi nhìn nè. Màu cam làm cái áo rất là nổi bật luôn. Đó. Trời ơi, Hello Kitty của mình toàn là những màu sặc sỡ luôn. Đây. Đẹp quá Tuyết ơi. Wow, lung linh thế. Nhìn nè, tớ sắp xong bạn Doraemon rồi. Trời ơi, các bạn ơi, Doraemon gì mà toàn xanh vậy. Xong, tớ đã hoàn thành cái áo nè. Rồi là, bây giờ tớ chỉ cần tô cái mũi màu đỏ, cái đuôi màu đỏ, sau cái dây này cũng màu đỏ luôn. Trời ơi, bạn có áo màu có chữ đờ này. Đờ á? Đờ có nghĩa là Doraemon. Không nghĩ ra được không? Đờ có mà là đần ý. Doraemon rất là thông minh mà còn có nhiều phép thuật nữa đó. Trời ơi, chẳng qua là có cái túi. Hôm nay không có túi các bạn ơi. Đi đá bóng thì mang túi làm gì đâu. Bạn ấy đã để cái túi của mình thành cái hộp thần kỳ để bạn lấy màu rồi còn gì. Ôi giời ơi, nếu mà Doraemon không có túi thì
các bạn này sẽ không có những bảo bối rồi. Ít đấy thì mày em mình sẽ thì trừng trị được cái Doraemon này các bạn. Bạn mà dám động vào Doraemon thì tớ sẽ không cho bạn màu nữa, tại vì đấy là cái hộp thần kỳ của Doraemon. May quá lúc nãy tớ lấy một lúc hai màu rồi. Các bạn không cần phải lấy màu nữa hả? Tớ nghĩ là thế, tại vì nếu mà cần nữa thì tớ lại dùng lại những cái màu còn lại thôi. Ôi các bạn ơi, hình như bạn Doraemon điều khiển tay của tớ hay sao ấy, nó bị sao ấy. Tớ bảo là tôi vào đây cho đẹp á. Thế đó là cái điều kiện tớ. Các bạn ơi nhìn nè. Bạn tự lấy tay của bạn đẩy tay tớ á. Đã bao giờ đâu bạn lại tự dí vào đó chứ. Thôi đi về đi. Này thế tôi cho bạn mượn màu cam bạn tô lại. Đôi đây. Thế cho nó mượn màu xanh là này. Đây. Tại vì nốt cái này luôn thì còn gì nữa. Ok. Đấy. Thế chúng ta sẽ biến điểm xấu thành cái điểm khác biệt nha các bạn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chữa cái điểm xấu này các bạn nha. Tôi sẽ kéo xuống đây để làm cái viên quả bóng. Đó. Như thế thì các bạn sẽ không nhận ra cái điểm xấu ở đây đúng không? Vẫn giống như thường. Đấy. Vẫn là một này. Tôi thấy quả bóng như thế này còn đẹp hơn ý. Đâu, tớ thấy quả bóng như kia đẹp hơn. Các bạn ơi, các bạn thấy quả bóng là thêm màu cam có đẹp hơn không? Bạn lại chưa cháy rồi. Dạ thế. Để xem là các bạn có bình luận là quả bóng có thêm màu cam đẹp hơn không nào. Quả bóng có màu cam thì tớ thấy đẹp đấy. Còn cái bánh sinh nhật tự dưng có màu xanh da trời. Tớ không biết là siro gì đây nữa cơ. Xanh da trời bình thường chỉ có bánh sinh nhật của con trai thôi. Đằng này Hello Kitty cũng phải ăn bánh sinh nhật con trai. Thôi không sao, không sao nhá. Doraemon của mình sẽ cần có màu đỏ để tô cái mũi này, tô cái đuôi này, rồi chữ ở đây nữa. Ui, còn có vòng cổ nữa chứ. Bây giờ tôi sẽ bắt ở cái hộp thần kỳ các bạn ơi. Doraemon, hay yeah, quá, trời, màu trắng thì chả khác nào mấy cái vòng cổ kia. Bắt được màu trắng thì tô màu trắng rồi. Này, các bạn ơi, bạn hàng ở đây bạn này có cả màu đỏ nè. Tớ có màu đỏ đây. Cho tớ mượn một xíu đi. Mượn á? Không. Trời ơi, sao còn quá đáng nên mượn một tí thôi. Không là không, bây giờ tớ cho bạn mượn xong rồi bạn tô tranh đẹp hơn tớ rồi. Tớ đâu cũng... Không, nếu mà xấu. Thế thì bạn ơi cho mượn màu đỏ. Cái này bạn cho tớ nè. Cho tớ mượn cái màu này đi. Tí nó tớ tớ. Tí nó bạn mới tô mà, cho tớ mượn một xíu thôi. Nhớ có bạn nào bạn ấy có ở đây mà. Ông khen tớ một câu đi xong tớ cho. Wow, hôm nay tớ bạn dối thế. Đùa đây. Đùa. Không. Cho tớ mượn một xíu đi. Cái bồng của bạn đẹp quá nhưng mà bạn thì không xinh. Bạn đáng yêu quá à. Đùa đây, đùa đây. Không, tớ đã khen hết đâu. Bạn đáng yêu giống Hello Kitty luôn á. Cho mượn nhá. Thôi được rồi, cho mượn á. Ok, đồng ý rồi để các bạn ơi. Để lắm mới cho mượn nha. Bạn Hằng á, không cho tớ mượn màu đỏ, tớ tô màu tím tớ cũng thấy là đẹp rồi các bạn ạ. Đây, tớ sẽ làm một bạn Doraemon khác biệt đi một xíu cũng được mà. Đấy, tím lịm luôn. Sang cái áo rồi. Tuyết, đưa màu tím cho tớ. Nhưng mà tớ cho tô xong mà. Thì tô xong cái mũi là được rồi, bây giờ tớ cần màu tím rồi. Nhưng mà tớ còn cái đuôi với cả cái dây cổ cơ. Ủa thế à? Thế thì đợi tớ tô xong rồi tớ cho mượn nhá. Trời ơi, thế bao giờ bạn mới tô xong? Sắp xong rồi. Này, hay là bạn cho tớ mở cái màu cam này đi. Để tớ tô cái dây bằng cổ màu cam. Thôi được, tùy bạn. Nhiều gì thì màu đấy tớ cũng không cần nữa. Ok. Màu cam tớ thấy cũng đẹp các bạn ơi. Cái bánh sinh nhật của tớ có rất là nhiều tầng luôn các bạn ơi. Nhìn này, màu xanh này, màu hồng này, tiếp đến màu tím, màu vàng, xong lại màu hồng nữa. Wow, tớ nghĩ nhiều tầng thế này rất là ngon luôn. Đây là tớ sẽ làm, đây là siro nho hoặc là siro vịt quất chẳng hạn. Này, mà đây là nhìn giống siro nho hơn đó. Tên. Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thành xong hai bức tranh Doraemon và Hello Kitty, siêu to khổng lồ luôn. Bây giờ mời sang đây để ngắm bạn Doraemon của tớ nào. Ok. Úi giời ơi. Có một quả bóng màu xanh kết hợp màu vàng ở trên đầu. Rồi. Ôi cái con này, cái này là cho tôi sao ấy nè. Không phải,
này đó là họa tiết màu trắng các bạn ơi, đây này. Lại còn họa tiết màu trắng nữa cơ. Đây, và nổi bật đó là một cái mối màu tím. Thế, may có tớ cho mượn á. Các bạn không cho mượn thì tớ sẽ lấy cái màu khác. Được, tớ đây. Tưởng là lấy màu trắng để tớ. Không, người trắng sẽ không được nổi. Dưới này bạn ấy lại có một cái vòng cổ màu cam này. Đây màu cam này. Đó. Trời ơi, được. Doraemon hôm nay mà mặc cái bộ đồ thể thao này tớ thấy cũng được đây. Tất nhiên rồi. Ê, các bạn không biết các bạn nghĩ thế nào. Nhưng mà tớ chấm thì tớ chấm cho 4 điểm. Trời ơi, trời, 4 điểm phải 10 chứ. 10 nào mà 10 thế này được 10 á. 10 phải bên này nè. Đó. Đó. Xem Hello Kitty nào. Đây. Ây da, Hello Kitty gì mà nó hôm nay là hơi bị rối mắt nha. Rối đâu mà rối. Nó mới của người ta mà. Ba ngọn nến, mỗi ngọn nến một màu. Ừ. Nhưng mà tôi phải công nhận rằng bạn Hello Kitty này cũng đẹp thật các bạn ơi. Chả thế, người ta to đẹp thế này mà. Nhưng mà cũng chưa bằng Doraemon của tớ. Doraemon của tớ vẫn là nhất. Trời ơi, Hello Kitty của tớ đẹp hơn. Doraemon đẹp hơn. Hello Kitty đẹp hơn. Doraemon. Hello Kitty đẹp nhất nha. Hello Kitty 6, Doraemon nha. Doraemon mới là đẹp nhất. Hello Kitty đẹp nhất. Hello Kitty chỉ được 1 điểm thôi. Doraemon được 100, 1000 điểm. Trời ơi á, Doraemon này còn lâu mới sánh được bằng Hello Kitty của tớ. Doraemon này đẹp gấp 1000 lần cả Hello Kitty này này. Ôi, Hello Kitty đẹp hơn. Doraemon đẹp hơn. Hello Kitty đẹp hơn. Doraemon. Hello Kitty, Hello Kitty. Doraemon là nhất rồi. Here we go.